Vâng, xin kính thưa quý thầy cô, quý anh chị và các bạn đồng nghiệp. Được sự phân công của Hội Hô hấp Việt Nam, chúng tôi xin trình bày bài liệu pháp chống sơ trong điều trị sơ phổi vô căng. Phần trình bày này sẽ bao gồm 3 phần. Trước hết chúng tôi sẽ minh họa một ca lâm sàng để mình thấy cái một ca cụ thể nó như thế nào, rồi sau đó thì mình sẽ nhìn một cách tổng quan cái điều trị của bệnh sơ phổi vô căng idiopathic pulmonary fibrosis, và cuối cùng là mình tìm hiểu một cái điều trị quan trọng nhất trong cái điều trị của IPF sơ phổi vô căng là nintedanib. Thì đây là một cái bệnh nhân nam mà hút thuốc lá. Thì các thầy cô của anh chị cũng biết là những cái người mà ví dụ trên 50 và 61 tuổi trên bệnh nhân này là yếu tố nguy cơ cao của IPF. Bệnh nhân từng có lao phổi cũ, hút thuốc lá rất là nhiều, mới bỏ đây thôi. Cái bệnh sử có lẽ là bắt đầu 1 năm rồi với cái tình trạng ho khan. Và ho cũng khá khá tới nỗi là bệnh nhân đi khám nhiều lần trong năm qua, nhưng mà lần nào cũng chẩn đoán là viêm phổi. Thế thì mình thấy là đối với bệnh phổi kẽ đó, đây là một cái bệnh tương đối là không thường gặp lắm. Chính vì vậy thì rất là hay bị chẩn đoán nhầm. Thì do là người ta cứ chẩn đoán nhầm là bệnh phổi kẽ, thành ra là tình trạng tiếp tục tiến triển. Và sau đó thì bắt đầu bệnh nhân có khó thở khi gắng sức 1 tháng nay. Và khi mà người ta tới với mình thì mình khám thì đã có ngón tay dùi trống rồi. Thành ra là cái tình trạng tổn thương hô hấp có lẽ đã rất là kéo dài. Và mình nghe được ra nổ thì ở cả hai đáy. Thì chúng tôi đã cố gắng đi tìm kiếm những cái nguyên nhân. Thì bệnh nhân không có sử dụng thuốc nào có thể gây ảnh hưởng tới tổn thương phổi, và cũng như là bệnh nhân không có sử dụng có nuôi heo, gà, chó, không có tiếp xúc với những cái kháng nguyên ở nhà. Khi mà chúng tôi tầm soát thì chúng tôi làm một cái bộ tự miễn toàn diện. Thì bệnh nhân không có một cái kháng thể tự miễn nào có cái hiệu giá cao, và chỉ có một cái ANA đơn lẻ và cái hiệu giá thấp thì vẫn có thể là xảy ra trên một cái người bình thường mà không có bệnh tự miễn. Thì trên cái hình X quang ở bên phải thì các anh chị thấy cái tổn thương ở đỉnh á, là cái tổn thương chúng tôi so sánh với nhiều phim cũ thì thấy đây là cái tổn thương lao phổi cũ. Nhưng mà ngoài cái tổn thương đó thì mình thấy là cái hình kính mờ, cái hình mô kẽ nó lan tỏa ở cả hai phổi. Điều đó thúc đẩy chúng tôi làm một cái CT scan ngực. Thì trên chụp cắt lớp mình thấy là có những cái tổn thương vôi hóa ở cả hai đỉnh phổi phải và trái, nó phù hợp với những cái tổn thương lao cũ. Và về mặt phân bố cái tổn thương đó thì mình thấy là trên cửa sổ chủ mô thì nhiều cái tổn thương dạng lưới sơ phân bố ngoại biên là chính và gì đó ở đáy nhiều hơn ở đỉnh. Thì cái điều này gợi ý có thể nó là một cái tang thương usual interstitial pneumonia, tức là viêm phổi mô kẽ thông thường. Thế thì mình coi trên cửa sổ corona này mình sẽ thấy là rõ ràng là nó ở ngoại biên hơn, nó ở đáy hơn, và nó gần như là phân bố đối xứng ở hai bên. Thế thì mình phóng đại to hơn để mình thấy cái tổn thương cơ bản, thì thấy là tổn thương lưới có kèm với giãn phế quản, co kéo và một ít cái tổn thương giống như là một ít tổn thương giống như là tổn thương tổ ong. Và như vậy á, thì có thể tóm tắt đây là một cái ca lâm sàng gần như là điển hình bệnh nhân nam lớn tuổi hút thuốc lá,
có ho khan, khó thở gắng sức, thì bệnh nhân tiến triển chậm và dùi trống, có kèm ra nổ, và CT scan thì rất là điển hình là viêm phổi mô kẽ thông thường. Với cái FVC là khoảng 54%, và vì vậy đó thì bệnh nhân có đã được hội chẩn với các chuyên khoa liên quan thì kết luận là đây là một cái sơ phổi vỡ căng trên nền bệnh nhân có lao phổi cũ. Thế thì ngoài cái điều trị chống trào ngược thì bệnh nhân có sử dụng nintedanib 150mg 2 lần một ngày, và cũng rất là may mắn là cái tác dụng phụ thì không nhiều, bệnh nhân chỉ tiêu lỏng ít thôi, và bệnh nhân nói là so với một năm trước thì cái tình trạng khó thở và cái tình trạng ho thì giảm đi, và bệnh nhân có tăng khả năng gắng sức, không phải nhập viện lần nào, thì bệnh nhân rất là mừng với cái điều trị. Và như vậy thì mình thấy là IPF về mặt lý thuyết có thể khó hiếm gặp, nhưng mà chúng ta vẫn có thể gặp. Và về tổng quan trên thế giới đó, thì người ta thấy là với cái điều trị hiện tại đó thì cái số người mà bị mắc IPF sống lâu hơn, và có khuynh hướng là cái tần suất bệnh hiện mắc có vẻ gia tăng. Thế thì trên một cái CT bình thường đó thì mình thấy là cái phổi, cái hình nhu mô nó sẽ có hình đen là chủ yếu. Nhưng mà ở những cái bệnh nhân mà IPF thì mình sẽ thấy những cái tổn thương điển hình như vậy, với hình sơ hóa dạng lưới và hình tổ ong. Thì nếu mà mình làm sinh thiết, chúng ta sẽ thấy là có một cái điểm rất là khác biệt với những cái bệnh mô kẽ khác là thường thường có sự viêm, hoặc là tế bào lymphocyte thấm nhập, hoặc là tế bào eosinophil hoặc neutro. Thì trong bệnh phổi mô kẽ thì cái tổn thương chủ yếu là cái sự tăng sinh của những cái tế bào nguyên bào sợi và cái sự tăng sinh của tế bào sợi sơ, cũng như là lắng động các chất nền và tạo ra những cái ổ chứa khí mà mình gọi là hình tổ ong. Thế thì với cái đặc điểm giải phẫu bệnh như vậy đó thì người ta thấy một IPF là một cái bệnh có tiên lượng xấu, là nhìn chung bệnh nhân có cái tình trạng sơ càng ngày càng tiến triển, và từ đó thì cái sống còn của bệnh nhân chỉ thêm khoảng 3,8 năm. Thì một cái bệnh phổi mà mình không dùng từ ung thư mà nó lại xấu hơn nhiều cái ung thư khác, chỉ thua cái ung thư phổi thôi. Ung thư phổi thì nhiều khi 6 cho đến 12 tháng là nhiều khi bệnh nhân mất, nhưng mà đối với IPF thì được 3,8 năm là xấu hơn nhiều so với u bằng quang, so với u vú, so với u tiền liệt tuyến. Thế thì mình sẽ rất là thắc mắc và mình sẽ hỏi là đối với những cái bệnh nhân IPF, những bệnh nhân sơ phổi vô căng, bệnh nhân nào sẽ tiên lượng nặng và tử vong cao? Thì thường thường đó là những cái người nào mà vẫn tiếp tục hút thuốc, người nào mà tuổi thiệt cao, và người nào hay vô đợt cấp. Và một trong những cái thông số rất là quan trọng là chức năng hô hấp. Mình thấy là cái bệnh nhân có DLCO, có độ xuất tán huyết nang hoang mạch càng thấp, bệnh nhân có FVC tức là dung tích sống gắng sức càng thấp, thì bệnh nhân càng có nguy cơ tử vong do sơ phổi vô căng. Thế thì như vậy thì trên một cái bệnh nhân sơ phổi vô căng vậy đó, cái tiên lượng nó rất là xấu, thành ra cái quá trình điều trị phải rất là toàn diện. Ban đầu thì mình nên dùng cái thuốc chống sơ để làm chặn cái tiến triển sơ hóa, làm kéo dài thêm được cái thời gian sống thêm, cải thiện được chất lượng cuộc sống, giảm được cái đợt cấp cho bệnh nhân. Bên cạnh đó mình cũng nên tập vật lý trị liệu, tập phục hồi chức năng cho bệnh nhân, chích ngừa vaccine, chuẩn bị cái quá trình ghép phổi nếu có, cho cung cấp oxy, cũng như là điều trị giảm nhẹ ngay từ sớm để bệnh nhân có một cái cuộc sống dễ chịu hơn. Thế thì những cái điều trị đó thì mình tùy giai đoạn, nếu mà bệnh nhân tới sớm thì rất nên dùng thuốc chống sơ từ sớm, giáo dục, dừng thuốc lá,
và điều trị tất cả các bệnh đồng mắt. Còn khi mà bệnh nhân có tụt oxy thì phải đánh giá cái nhu cầu oxy cho phục hồi chức năng, chuẩn bị gói ghép phổi và những cái điều trị giảm nhẹ khác. Thế thì mình cũng biết là ghép phổi có thể mang lại một cái cơ hội sống rất là lớn cho bệnh nhân, tại vì sống còn có thể được tới 5 năm. Nhưng mà mình có một cái khái niệm gọi là cái cửa sổ ghép, nghĩa là nếu mà bệnh nhân cái phổi nó chưa tới nổi mà mình ghép á, thì uổng, là tại vì cái phổi sau 5 năm nhiều khi nó sẽ thải ghép. Nhưng mà mình chờ rồi mình chờ, đôi khi mình lại không có phổi để mà ghép, thành ra là bệnh nhân nặng quá tới nỗi không ghép được. Thành ra là mặc dù ghép phổi là một cái điều trị tốt, nhưng mà không phải ai cũng có thể hưởng lợi. Chính vì vậy, và những cái điều trị dùng thuốc á, bao giờ cũng là những cái điều trị quan trọng và được trông đợi. Thì có rất là nhiều nghiên cứu RCT, mù đôi ngẫu nhiên kiểm chứng, nhưng mà chỉ có rất ít thành công. Thậm chí có nhiều nghiên cứu mà mình trông đợi là nó thành công thì lại chứng tỏ cái điều trị thử nghiệm, giống như trong trường hợp này là prednisone, azathioprine và n-acetylcysteine, còn làm hại thêm, làm tăng tử vong, tăng nhập viện cho bệnh nhân. Chính vì vậy phải hết sức là chú ý, trong IPF á, thì cơ chế bệnh sinh không phải là viêm, mà cơ chế bệnh sinh là cái tình trạng sơ hóa, và hai cái thuốc sơ hóa là nintedanib và pirfenidone là hai thứ duy nhất có nhiều nghiên cứu RCT và được khuyến cáo bởi các hiệp hội. Thì như vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái thuốc chống sơ nintedanib mà hiện có ở Việt Nam. Thì đây là một cái thuốc mà cái cơ chế nó là ức chế ba cái thụ thể cái hormone tăng trưởng, và ba cái thụ thể này có tên gọi là thụ thể hormone tăng trưởng trên nội mạc mạch máu của liên quan đến tiểu cầu và trên cái tế bào nguyên bào sợi. Và mình phát hiện ra là nó có thể ức chế các thụ thể này và làm chậm cái quá trình tăng trưởng sơ, thì mình đã làm một cái nghiên cứu, chúng ta đã làm nghiên cứu Tomorrow, là cái nghiên cứu dò liều pha 1, và người ta thấy là nếu mà chúng ta sử dụng nintedanib ở cái liều 150 mg 2 lần một ngày đó, thì mình có cải thiện được cái sự suy giảm FVC có ý nghĩa thống kê. Và sự cải thiện đó giúp cải thiện được đợt cấp và giúp giữ gìn cái chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy mà chúng ta tiến hành tiếp hai cái nghiên cứu RCT để phù hợp với những cái quy định về quản lý cho phép đăng ký nintedanib cho cái chỉ định của IPF. Thì hai cái nghiên cứu này được tên gọi là hai nghiên cứu sinh đôi Impulse 1 và 2, thì lựa chọn những cái bệnh nhân mà có IPF chẩn đoán rõ ràng bằng HACCT hoặc là thậm chí là sinh thiết, và có cái FVC không có quá nặng là trên 50%, tuổi trên 40 để cho nó phù hợp với chẩn đoán IPF, và tuyển được hơn 1.000 bệnh nhân IPF trên 24 quốc gia. Thì các bệnh nhân trong hai nhóm thì có cái độ nặng, có đặc điểm nhân chủng học tương đồng, và khi mà phân bố ngẫu nhiên vào hai nhóm hoặc là nintedanib hoặc là giả dược, thì theo dõi một thời gian, người ta thấy rằng ở những bệnh nhân giả dược thì cái chức năng hô hấp tiến triển rất là xấu, cái FVC càng ngày càng giảm, trong khi thì nintedanib giúp làm đỡ cái giảm đi, làm cải thiện cái chức năng hô hấp theo thời gian. Và cái sự khác biệt giữa hai nhóm là đồng nhất là giống nhau ở hai nghiên cứu Impulse 1 và 2. Thì đây là cái hình mình so sánh, mình thấy là cả hai nhóm thì cái tỷ lệ mà giảm nó khoảng là 40-50%, sự cải thiện FVC là khoảng 40-50%, và nếu mà cộng dồn á, thì nó cũng tương tự. Và cái hiệu quả làm chặn sụt giảm FVC thì nó có trên mọi phân nhóm. Và mình lưu ý là nếu mà FVC mà trên 90% á, mình nghĩ là cái nhóm đó chắc là sẽ không có gì xấu đâu.
Nhưng mà nếu mà mình theo dõi mình mới thấy là cái nhóm này cũng sụt giảm FVC tới 224 ml một năm, giống như những cái bệnh nhân nặng khác. Chính vì vậy thì mình điều trị càng sớm thì cái mức độ mà cải thiện cái chức năng hô hấp là tới 59% là càng nhiều. Thành ra là nintedanib hay là những thuốc chống sơ nên dùng rất sớm ở những cái bệnh nhân chức năng hô hấp còn bảo tồn. Thì khi mà nó bớt sụt giảm FVC thì nó sẽ dẫn tới là tăng cái thời gian tới đợt cấp, nghĩa là bệnh nhân ít đợt cấp hơn. Và cái đợt cấp thì mình biết là đó là một cái yếu tố rất là quan trọng, là tại vì cái tỷ lệ tử vong trong đợt cấp có thể lên tới 50%, và đó là cái yếu tố mà làm cho tỷ lệ tử vong tăng cao. Thì về mặt tử vong đó thì người ta cộng gộp cả nghiên cứu Tomorrow và hai cái nghiên cứu Impulse thì thấy là rõ ràng là nintedanib có khuynh hướng làm giảm cái tử vong do hô hấp, cũng như là giảm giảm tử vong ở những cái bệnh nhân đang điều trị và có khuynh hướng giảm tử vong do mọi nguyên nhân. Như vậy thì mình thấy là thường thường những cái bệnh nhân nào mà điều trị nintedanib được kéo dài đó thì cái tử vong nó sẽ ảnh hưởng tốt hơn. Những cái tác dụng phụ thì chủ yếu là tác dụng phụ trên đường tiêu hóa với tiêu chảy và nôn mói. Ngoài ra những cái tác dụng phụ khác như là tăng men gan hay là gì đó thì hiếm gặp hơn. Thế thì trên thực tế đó, thì mình theo dõi những cái registry, những cái nghiên cứu sổ bộ thì thấy là sự sử dụng nintedanib và pirfenidone đã làm cải thiện cái sống còn ở bệnh nhân IPF, và đây là cái nghiên cứu thứ hai cũng cùng một cái kết luận là sử dụng thuốc chống sơ là rất là hữu ích cho bệnh nhân sơ phổi vô căn. Như vậy thì qua cái phần trình bày vừa rồi thì chúng tôi cũng muốn nói là thứ nhất là bệnh phổi kẽ là một cái bệnh tuy là hiếm gặp nhưng mà một khi chúng ta gặp rồi thì nó có rất là nhiều loại, và cái việc chẩn đoán bệnh phổi kẽ thường thì có khó khăn trong giai đoạn đầu. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp cận tốt bằng CT scan, bằng hỏi kỹ bệnh sử thì trong những trường hợp điển hình á, thì chúng ta có thể chẩn đoán được ngay. Thì sơ phổi vô căn IPF là một cái bệnh thường gặp nhất, có tiên lượng xấu là tại vì cái chức năng hô hấp nó thường là nó suy giảm tiến triển. Thế thì trên cái ca lâm sàng này thì bệnh nhân đã chấp nhận được rất là tốt cái nintedanib, nó có hiệu quả làm cải thiện cái triệu chứng cơ năng của bệnh nhân, và cái tác dụng phụ là chấp nhận được. Thì ở một cái bệnh nhân mà cái thời gian sống thêm không nhiều thì cái điều trị toàn diện là không thể thiếu, và mình bắt buộc mình phải chú ý về mọi phương diện. Nhưng mà rõ ràng là tất cả những cái điều trị khác không giúp gìn giữ cái chức năng hô hấp, và chính vì vậy thuốc chống sơ là cái điều trị rất là căn bản cho bệnh nhân. Nintedanib là một cái thuốc mà có y học chứng cứ, có thể đã được chứng minh là làm chậm suy giảm FVC, làm cải thiện đợt cấp, và trên cái dữ liệu đời thực đó thì giúp giảm tử vong. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và quý anh chị đã chú ý lắng nghe. Chúng tôi cũng rất là mong nhận được những cái câu hỏi và sự trao đổi của quý thầy cô.